về nhà. Bây giờ chị mong được về Hà Nội thôi. Mong muốn là được về quê thôi. Hiện giờ thì tôi đang có mặt tại sân bay Đà Nẵng và bây giờ đã là gần 12 giờ đêm. Nhưng như quý vị và các bạn có thể thấy thì số lượng hành khách tại đây vẫn không hề giảm khi có một số chuyến bay đã chậm giờ khởi hành so với dự kiến. Phần lớn những hành khách đang có mặt tại đây đã phải thay đổi kế hoạch du lịch Đà Nẵng của mình trước những diễn biến của dịch Covid-19. Gia đình anh Hùng gồm 16 người đang cùng du lịch tại Đà Nẵng cũng đã lựa chọn trở về Hà Nội, dù phải chờ đợi 4 tiếng và bay chuyến bay muộn nhất trong ngày. Mình đến đây từ lúc 8 giờ là có mặt ở sân bay rồi làm thủ tục. Nói chung thì đây là xuống chung rồi. Tất nhiên là cũng phải khó chịu, đôi khi cũng phải thông cảm cho hãng thôi. Cũng không ai mong muốn cả. Đeo khẩu trang, mũ bảo hộ và thực hiện khai báo y tế là những biện pháp được các hành khách áp dụng triệt để tại sân bay vào lúc này. Tôi đáng nhẽ là chiều mai về, hôm nay tôi đủ vé để thế nào. Nói chung là cũng đáng lo, nhưng mà mình không có cách phòng tránh của mình. Mình cũng đeo khẩu trang rồi, mình ít tiếp xúc với mọi người. Chắc chắn cá nhân tôi thì tôi sẽ phải chấp hành nghiêm cái chỉ thị của Bộ Y tế. Sau khi về thì dù mình có thể là không phải vào đưa vào cách ly ngay, thì tôi cũng sẽ phải làm ngay cái việc là khai báo với y tế. Thành phố Đà Nẵng hiện đã tạm dừng đón khách du lịch. Các hãng hàng không dù đã không nhận chở khách tới Đà Nẵng nữa, nhưng vẫn có kế hoạch tổ chức các chuyến bay đến Đà Nẵng để giải tỏa du khách tại đây.